Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, thông số kỹ thuật của Mi Band 4 được trang Smart Sprite đăng tải mới đây cho thấy là máy sẽ được trang bị Bluetooth kết nối mới 5.0 thay vì là Bluetooth 4.2 trên Mi Band 3. Nhờ vậy mà vòng đeo tay thông minh thế hệ thứ tư của Xiaomi sẽ có thời lượng pin sử dụng tốt hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Ngoài ra thì Bluetooth 5.0 còn có phạm vi kết nối rộng hơn và tốc độ truyền tải dữ liệu cũng sẽ nhanh hơn. Các hình ảnh dò dỉ được cho là Mi Band 4 cũng cho thấy sản phẩm sẽ có màn hình lớn hơn một chút so với Mi Band 3 với kích thước là 0,96 inch. Ở mặt dưới thì Xiaomi vẫn trang bị cảm biến đo nhịp tim liên tục và thiết kế của mặt máy bớt bo cong hơn ở các cạnh. Và đó sẽ là sự trung hòa giữa Mi Band 2 và Mi Band 3. Mi Band 4 sẽ có dock sạc khác biệt hẳn so với các thế hệ trước đó. Thay vì là kiểu nhách lỗ sàng thì model mới này sẽ đặt lên một dock có hút 5 châm để sạc. Tuy nhiên thì người dùng vẫn phải tháo dây đeo trước khi sạc, tức là các đế sạc cũ cũng sẽ không thể tương thích với phiên bản mới. Xiaomi vẫn có thể phát hành hai phiên bản của Mi Band 4, bao gồm một bản thường, một bản có kết nối với NFC. Tùy chọn này thì cũng khá giống với Mi Band 3, nhưng cái phiên bản có NFC trước đó thì không thể sử dụng cho thanh toán ngoài Trung Quốc do không tương thích với các cái dịch vụ Google Play. Các bạn mến, concept iPhone SE 2 đã trở lại dựa trên những tin đồn dò dỉ trong thời gian gần đây. Và hình ảnh trên kênh YouTube iTechOne phác thảo lại dưới mô hình 3D. Đầu tiên thì chúng ta vẫn có một chiếc máy khá là nhỏ nhắn với kích thước gần như giống với iPhone SE hiện tại. Tuy nhiên thì máy sẽ có kích thước lớn hơn một chút do vì màn hình được làm mỏng đi. Bên cạnh đó thì máy sử dụng màn hình OLED và cụm camera được trang bị cảm biến với độ phân giải 12MP với chất lượng ảnh chụp không thua gì với những chiếc iPhone SE hay S Max hiện nay. Chính vì thế mà kích thước của camera trông khá lớn, vì vậy thì nó sẽ hơi mất cân đối so với thiết kế nhỏ gọn của iPhone SE. Đặc biệt là cạnh viền của máy được kế thừa từ iPhone 5S với các phần tiếp sát giữa khung và bản kính khá là vuông vức, thay vì là bo cong mềm mại như các phiên bản đương nhiệm. Mang đúng chất đặc trưng của iPhone SE nhưng không vì thế mà người dùng sẽ có cảm giác cấn tay bởi vì máy có thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng trong vòng một tay. Và cuối cùng thì iPhone SE sẽ được trang bị Face ID với hệ thống tai thỏ thế hệ mới. Không có phím Home, thế nhưng mức giá của nó sẽ dao động khoảng 600 đô. Và iPhone SE 2 nhiều nguồn tin dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Các bạn thân mến, nhận thấy được tương lai của các mẫu smartphone màn hình gập thì Samsung lại tiếp tục đưa ra thêm những ý tưởng mới lạ về sản phẩm của họ. Mới đây thì bộ phận Research and Development của Samsung đã tiến hành nghiên cứu sản phẩm mới này và hãng đã chính thức nộp bằng sáng chế tại văn phòng nhãn hiệu và thiết kế của Hoa Kỳ. Thiết bị nằm trong bằng sáng chế mới của Samsung sở hữu một màn hình cỡ một chiếc máy tính bảng linh hoạt. Máy có thể cuộn thành một chiếc hộp cực kỳ độc đáo. Khi cuộn lại thì các thông tin hiển thị trên màn hình sẽ được đưa ra các nội dung khác nhau. Chẳng hạn như là về phần thời gian và ngày thì sẽ được hiển thị bên ngoài màn hình chính. Và các màn hình còn lại sẽ hiển thị tin nhắn hoặc là các thông báo. Được biết là khi mở rộng hết mức thì kích thước của thiết bị này có thể dao động từ 7 đến 9 inch. Đây có lẽ sẽ là một ý tưởng cực kỳ thú vị so với các sản phẩm đang có trên thị trường hiện nay. Thế nhưng để thực hiện hóa sản phẩm này đưa ra thị trường có lẽ là Samsung sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.